lệ bao xa, ai đi chiêm bái phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu, chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên. Một bầu gió mát trăng thành uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. Thông dòng đồng đăng biên giới thì cùng thất khê, trăm thứ quả hải về rừng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng hương tiếng thổ tiếng kinh, đàn công giao khúc thanh bình.
a dạo khúc thanh bình tình ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tuyên quang cảnh chi hữu tình một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à. Về đồng làm lễ dâng nhang kêu cầu tâu đối mười phương độ trì tay dâng nhang niệm niệm từ bi ý à ơi à sai đỗ triệu lục cung nàng ân la hai vốn dòng sơn trang na cung thì bãi đảo cung thành thành mờ Phật tiên thành nghi lại đã ơi định là chung để nhất tiên tiên na thành thành mời mẫu để nhất na xe thăng nghi sẽ loan đèn mong về A Di Đà Phật diệt đàn hải ngàn đô nhiệt định vương gia du tử mẫu nữ vô ngưng hỏa độ đắc thanh đường kim cương nhân chu biến thập phương nam mô cùng dòng bồ tát ma tát nam mô cùng dòng bồ tát ma tát sẽ loan thanh giác na thành thành mời mẫu đệ nhị thanh nga tiên na vô sơ mẫu ngữ linh từ đầu đầu cung A Di Đà Phật nô xa diệt pháp giới mong muôn chư Phật Phật hải hội tất giao văn tùy sư kết tự văn thanh nghi phúc văn chư Phật hiển toàn thân nam mô cung răng bồ tát ma tát nam mô cung răng bồ tát ma tát sa đoàn thanh giả hồi cung đề tam thanh tiên đa thành thành mời thanh mẫu đề ta ni sức dân lòng nữ vương gia du tử bảo đức vô thương hỏa độ đắc thanh đường kim cương nhất chu biến thập phương nam mô cung răng bồ tát ma tát nam mô cung răng bồ tát ma ha tát sẽ đoàn thánh giác có lệnh truyền ra đức thánh nga có lệnh truyền ra quan quân tùy mộ để là sự
dình. Thank you.
mở mang đạo hải đức đệ tam dòng dõi kim chỉ hoa hải đường thất tiên vô đề nhất đức mà cứ nghĩ là đất đi trong ngoài tôi vương cô đôi đi chỉ đại hoàng có đời chân chính ngay mở màn cõi đời trên non đảo ơi đùng đùng gió cuộn đình đình ngang giữa sư quần quần nay sông bay lâu đài để vương cô đào tiên đi đua nơi non bồng thì khai hoài thank you.
sao sai đối với ai. Ước mong thần lại thấy chiêm bà đông gió quân đình dược sư con đi dòng mà bay lâu đài đâu đại đệ nhị vương mà cô
già tốt tươi nước giòn vì nhớ ơn người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ni đào đồng hoa tiên. Bốn luồng hoa quảng dâng lên đi à. Thank you.
Việt bốn phương khai hòa, sông đang sửa sang tỏ lớn xa, soi đường lục đạo sập luôn mọi người, soi đường lục đạo mọi người sập luôn.
xem mi bói rất hay. Một nề trăm mi quẻ bói không mơ sai quẻ nào. Tiền hậu vận trong ngoài mi lâm lờ, việc trong ngoài Chúa giúp mi bảo cho chùa quyền truyền là các ngã ghế đừng lo. Khắp mi bốn phương trời.
anh nga linh nghi thần nữ toàn nề tài kiềm cung nguy vương hoa thanh thanh nghi tổ lan hồng mãi tôi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm yêu rõ ràng nghìn năm phương năm yêu rõ ràng nghìn phương bàn cài nhà chúa bà năm năm phương sẽ nói thánh giá thác thờ tiên sơn vạn vạn mê câu câu xuống xuống thác thờ hòa bình chúa chúa đồng chúa là người thân thân tiên thank you.
sinh nghề.
đôi tay người thổ xuống Bắc Hà có người màn người giao mùa xuân sang đón khách các hoa đào chúa đi lê đỗ sơn sang chờ chúa đi lê đỗ chờ bờ sơn quan lớn nên ra uy.
nhan thập cơ diệu con lớn xuất đến duyên ngã tích tăng cùng dòng kim phổ hoàng thân thập thanh xua tiền trung vương. Tuấn mã dâng lên quan về tô đuôi xếp biên rõ ràng vì cho đôi chữ bình an. Đôi chữ bình an về cho đôi chữ bình an chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường độ cho dũng mạnh đôi đường. Quan đi nhi quản ai không
chi tam giới phẩm sai đại thần. Thank you.
mây chiều hôm mi bay. Thank you.
tuần nhang nghe tấu về thoại phủ vua cha đồng tình bốn dòng là chúa thủ tinh nghi khai quang dân nhan thập thập kỳ diệu ngài về chứng tràn duyên ngã tích tăng tăng cũng vàng nỗi nhớ
Xoay xoay sắc rộng vua phong phong ma Quyền quan đệ tử ai hoài hùng dày vã cửa đình thần đài
các nghề đầy tình. Tam quan đi ngũ đầu ôi, thất thất nữ hành. Sẽ nói nông thanh ra lâm liệt tục hành sai, lâm liệt tục hành. Chữ ta sát quỷ lên dành tương ta. Thank you.
chiều đã cố ý xâm lòng chiều đấy nghỉ ra lệnh nghe tiên cầu thuyền bè qua bên thì a sông xanh đức lòng sông xanh ngài ơi hỡi bên đi sông xanh trăng nghi nước còn ghi chân nề tông tông mây hoài lâm liệt oai hùng đau định ngài con vui bát tải đồng định đào tin quan điều thất thất đa anh linh khát thử thính giả hồi cung vui vẻ đến dòng hôm mai sầu đề nhất vui vẻ đến dòng ngày chơi phủ tía lầu hồng vào xa thính giả hồi cung tiên thanh sinh hà trên ngàn gió quân đi rung cây nguyện năm nay sao ta người chúc thôi bên
cướp mi gánh mi. Đồi thấp thấp núi cao, trèo ra núi đó, trèo vào mà xanh. Trên ngàn đỉnh tôi túng anh linh nghi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chít na tâm tâm khẽ suối một bầu tiêu ra dòng sơi làn quế băng màn đào tia ra thác cái yên khi vào thác con đàn chim kêu có đàn chim kêu vượt hót đi vẽ
đời giờ xa. Thank you.
khi thành vắng nghi lúc lúc nghi lại em rời ngồi trên đỉnh núi cười hằng ha sẽ thành ra hồi cung phải phủ thiên thai để ta phải vũ thiên thai thành giá hồi cung không sai châu đệ tử tùy tòng thành giá hồi thành mời cho năm suối đất này ở ga sông hóa hỏi thăm đi vào sẽ nói thành giá hồi cung sắp phong châu lùng cung nước vốn dòng lạnh tòng tòng hơn đi một ngàn ngày
tâm tu dưỡng, ăn nê chay niệm màu nay bất thường vào sớm hôm mai. Dòng tố hoa nổi lên lúc mà cũng có tiên thanh nghi ra sinh hạ phà. So
chiều thơ thật ven đôi. Giao quan là nữ tôi ngồi đào bằng đàn điểm dòng phúc tắm bẫy lần nữ ông làm tìm nhị tìm hoa giữ giữ non cao bóng hòa xê là tí. Còn khách đi qua đảng
sao nghe từ thầy tiên đi nàng mà tiên nàng nguyên a tiên nàng mà tiên nàng nguyên a khi hội họp đi a dăm mi ba thổ man hiện ra người ra man hàng châu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.